coi tao chưa? Còn 2 tờ 2 đứa nhỏ nữa. Tờ 10 đồng hả? Tờ 10 đồng, cái này tờ 2 đứa nhỏ. Tao thấy không ổn rồi. Tao thấy không ổn rồi. Cái số nào cũng vậy thôi hả? Nó chỉ khác tờ thôi. Nó chỉ khác tờ chứ một loại. Thấy út, út bắp. Tờ nhiêu tiền rồi? Ê, bắp. Cái loại gì đúng nhất á? Tờ 10 đồng. Rồi ai đó cái đưa đồng xin 300 được. Thế ai hiểu. Vậy đi ngủ. Bóc cho nhóc luôn nghe. Nhóc đừng của em bóc. Chị bé luôn. Chưa bóc cho bé với là 8. Chưa. Đi. Chưa tới là ta là theo bé với 8. Theo thứ tự. Theo 8 nhóc ba mặt. Ba cái. Ba hai cái chứ. Hai nhóc nữa chi. Thôi hai cái này rồi xong. Qua bên đây ba. Kìa lắm kìa. Từ ba trước. Ba lấy cuối cùng. Ủa ba lấy cuối cùng. Ok, ghê chưa? Chấp luôn. Chấp luôn đó. Nó gọi là chấp luôn chứ. Mày mua tờ. Lồng tới tay ai vậy đó, nhận thôi. Kéo áo xuống, kéo áo xuống. Kéo chạy một cái hả? Trời ơi. Lúc mày đăng lên á, mày bỏ cái mặt cười vô đây nè. Nhà mình cầu cho một người trúng thôi. Một người trúng thôi bắt đầu chia đều. Trúng 10 đồng. Đó, trúng 1 tỷ á. Đâu ra có 2 triệu, đâu ra 1 tỷ. 2 triệu. Con xin tiền ra cả. 2 triệu thì ai mà trúng thì chia cho 10 lít là... Trúng mà trúng chi gì trúng. Kệ đi chia. Nè, có cái số nè. Đó là điều vừa rồi, quay vô mà xả tắt ra liền hả? Nghe đi. Xuống cái coi. Rồi, hiểu đã không? Đâu con. Ơi, trẻ con. Con với cháu không cho cái con. Rồi, bà đi. Ủa sao nó còn dư một tờ ta? Không dư được. Ba tờ. Ủa, còn dư ba tờ nè. Anh ra số 9, ra số 8. Mày giờ chứ ra cho vui. 16 thì ra 17 giờ. Trời ơi, chúng cục cực. Số mình 31, 32 mà số chúng 33, 34, 34. Trời ơi. Trời ơi. 15 tờ cũng đúng. Không trúng 1 tờ nào, ông này đi mua. Vô. Chưa. Mày nghĩ sao tao vô. Má 16. 17, 28, 22, 21 thì chị mới vô được có 8 tên. Ông mua gì mà. Là 28, 29. Liễu cầm ra đổi ra cho Liễu nè. Không mấy đồng bạc là cho Liễu đó. Người đồng mày mà nó người đồng. Mày đồng gì? Thì con. Hả? Tứ tứ. Ừ, thì con trúng thêm 5 đồng nữa. Có 5 đồng nữa mấy. Thì tứ tứ này chú cạo mà. Bởi vậy. Trúng thêm 5 đồng, ba giờ có 5 đồng. Ủa? Chú cạo mấy 2 số à? Ờ, mới cạo 2 số, còn donut trên, bonus trên đó kìa. Bonus trên. Bonus nữa hả? Có. Có ba. Chưa. À, treo với em lì xì định luôn. Rồi, mắt ta. Theo em có chung hả? Biết chung gió rồi. Chung gió. Biết chung gió. Rồi thằng Lâm chung thôi. Vì lỗ chứ rưỡi lỗ. Lâm chung 20 thôi. Nghĩ nghĩ sao chung đúng năm trăm là số 1 đó ra 2, 3, 4, 5, 6. Em đi chung không? Má người thì đúng. Đúng rồi, mua cho mình. Má ra là kê luôn. Chung tình cho rồi. Chúc đầu năm. Đúng. Số 1 nhất là 2, 3, 4, 5, 6. Bởi. Đúng. Chúng mình đã xong 5 đồng. Nè. Bắt luận. 24, 24. Ê, đồng không? 50 ngàn, 50 ngàn nữa. 5 ngàn á. Ừ. Ai là 5 đồng? Nó kỳ có phai rồi, nó ra 5 ngàn. Đi bài. Muốn đi bài đàm dưới. Đi 7 giờ. 7 giờ. Đặng chứ tới 12 giờ mới chơi được. Trên 11 tiếng mà. Bữa bà nó bà đi 7 giờ mà tới đây tới 11 giờ. Mami. Ai đó mày cho mày cho mày chịu. Mỗi người căn nhà xong. Hợp lý. Căn nhà bao nhiêu kết hết. Làm gì cho người trong nhà đi 15 người hết mẹ. Đóng thuế hả mày? Đóng thuế hả? Đóng thuế nhiều lắm á, giờ đó. Chị có mà cháu thật đó. Dạ, số đóng có
17-20%. Đóng 300. Cháu ở Thuận nó trúng ngàn mà đóng 300. Mà phải đi tư giấy thành kêu cũng đánh được à. Phải thuê mấy người đi theo bảo vệ nữa. 3 2 triệu Trúng 2 triệu, nó nói là lấy trong vòng 25 năm. Này phóng to nằm đâu treo? Mạng cho điên. Này lốp bánh được ha. Lốp bánh này chạy bao lủng. Cái này phóng to phóng nhỏ nằm đâu mày? Đó. À ok. Yếu quá mà, cái gì nó cái mấy cái sáng lên á đó. Đó, rotation oil filter air oil đó là thay cái đó đúng không? Hai cái oil là ngày mai lên trường lãnh oil rồi đó. Chân mày bự bằng cái bánh xe đúng không em? À, lãnh nào hư là anh lên á. Xe đó tự động xe mà. Má. Nó báo á. Cái air filter là mình thay rồi mà kìa. Cái đó. Con xanh con bẹt hả? Ờ, chắc vậy. Con bẹt con gì hả? Ê, ủa, đâu có đóng đâu? Ờ. Để vậy luôn, nó tự mới vô mà. Gì? Mấy cái gạch cái đá này tự làm nè. À. Đó. Này cá sấu to không? Cá sấu to không? To. Chắc bằng người mày luôn á. Ghê hả? Ờ. Cái đầu nó cả xíu à.